Và để tiếp nối chương trình, chúng con xin gửi đến mọi người tiết mục nhảy hiện đại Tình Cờ Gặp Nhau. Đây còn luôn ơi. Còn. Cái gì vậy bạn?
vét đang mặc mà sao rớt ra hai miếng vậy nè. Cảm ơn bà chị nghe. Dạ, không có chi. Vậy ông anh, có thể nào cho tôi biết quý danh được không? Không giấu gì bà chị, tôi tên Thanh. Cái đồng hồ này tôi lụm. Đôi dài này anh mua ở đâu? Đôi dài này tôi mượn. Còn sợi dây chuyền này anh mua ở đâu? Sợi dây chuyền vàng này tôi giật. Còn cái cặp này anh mua ở đâu? Cái cặp này hồi ra sân bay người ta đưa tôi giữ giùm. Có thể cho tôi hỏi thêm một câu nữa không? Vậy mẹ, mẹ anh tên gì? Mẹ tôi tên Ly. Trần Thị Thùy Thùy Thúy My Thủy My Thủy My Ly. Cơ sở chi nhánh bò tơ củ chi nhớ.